Kính thưa quý vị, dự báo sang đến ngày mai, ngày 6 tháng 3, thời tiết tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ phổ biến tạnh giáo, ít mưa, đến trưa trời sẽ có nắng. Về đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ có xuống giảm, cao nhất trong ngày có thể lên tới ngưỡng 31-32 độ. Riêng một số các khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể lên tới ngưỡng 34 độ. Tuy nhiên, từ khoảng ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 3, nhiều khả năng các tỉnh thành khu vực miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh mới, khiến cho nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ giảm từ 5 đến 8 độ, về mức cao nhất trong ngày trong khoảng từ 16 đến 21 độ. Còn về đêm, nhiệt độ xuống thấp nhất trong khoảng từ 14 đến 16 độ, trời tiếp tục rét về đêm và sáng. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 11 sang đến ngày 12 tháng 3, nhiều khả năng các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mới, gây ra mưa rào và dông trên diện rộng. Với miền Trung, các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày mai nhiệt độ có xuống giảm, về mức cao nhất trong ngày chỉ còn từ 27 đến 29 độ. Một số các khu vực vùng núi phía Tây có nơi trên 29 độ. Sau đó, từ khoảng ngày 7 tháng 3, ngày thứ Năm, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh từ phía Bắc dịch chuyển xuống, nên nhiệt độ tại các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có xuống giảm mạnh từ 6 đến 7 độ, trời tiếp tục rét với đêm và sáng. Đến ngày 11 sang đến ngày 12 tháng 3, các tỉnh thành khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, gây ra mưa rào và dông. Với các tỉnh thành khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa cũng giảm nhanh, toàn khu vực thời tiết phổ biến tạnh giáo, ít mưa, ban ngày trời sẽ có nắng. Dự báo từ khoảng ngày 7 đến ngày 9 tháng 3, một số các khu vực có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ ở diện rải rác. Ở phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết phổ biến tạnh giáo, ít mưa, trời khô nóng, với mức nhiệt cao nhất về trưa và chiều tại khu vực Nam Bộ trong khoảng từ 30 đến 35 độ, đối với khu vực miền Đông Nam Bộ có thể lên tới ngưỡng 37 độ. Còn tại Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 đến 34 độ, có nơi lên đến 35 độ. Sau đó, từ khoảng ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 3, nhiều khả năng một số các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể chuyển mưa dông trái mùa, tuy nhiên với lượng mưa là rất ít. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 6 tháng 3. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực phía Tây Bắc nắng nóng, đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, đến trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi phía Tây nắng nóng, đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 34 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 36 độ.